Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại kênh trên tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video hướng dẫn các bạn tô màu nước chanh, đó là nảy xương xương cô gái, và đằng sau có một chiếc cánh bướm siêu to và đang cầm viên ngọc nha. Thì cùng bắt tay vào tô màu của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc trước. Mình tô mái tóc màu đen. Chiếc váy hôm nay mình sẽ tô màu hồng. Phần quần mình sẽ tô ở bên giữa. Viên ngọc này mình sẽ tô màu vàng. Chiếc cánh bướm hôm nay mình sẽ tô màu tím. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh hình ảnh chân dung cô gái bằng chiếc váy màu hồng và có thêm một chiếc cánh bướm siêu to ở đằng sau màu tím nha.
và trên tay có một viên ngọc. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tông màu nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe để kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình.